Vô là không, thường là theo cái thuật ngữ chúng tôi dịch theo tiếng Việt á, là mãi mãi hay là còn mãi, tồn tại mãi. Thì cái gì mà nó tồn tại mãi, nó hình thành mãi thì chúng ta gọi là thường. Cho nên á, ở đây không có một sự vật hiện tượng nào mà có một cái tính chất đó. Cho nên Đức Phật gọi mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là vô thường. Vô thường có nghĩa là không tồn tại mãi mãi. Bây giờ các vị thấy có đúng không? Bản thân các vị thường hay vô thường? Hả? Vô thường. Các vị biết vô thường mà nói hôm nay sao tôi già, yếu quá, mệt quá, này kia kia nọ. Các vị biết là vô thường nhưng mà các vị vẫn than, vẫn buồn, vẫn trách. Bản thân các vị là vô thường. Cái chùa, cái tỉnh thất này vô thường hay là thường? Vô thường. Sự vật hiện tượng cây trái trong vườn gia đình các vị đó, vô thường hay là thường? Nếu không vô thường các vị không có trái đi bán đâu. Đó là tôi nói một vài ý niệm rồi để chúng ta đi vào trong phân tích. Như vậy vô thường là một cái mảng đề tài rất quan trọng trong nhận thức của giáo lý Đức Phật. Nhận thức để hiểu về lời dạy của Đức Phật, đồng thời hiểu để tu tập nữa. Nó có hai ba phương diện. Như vậy chúng ta đã hiểu về vô thường, có nghĩa là lời Đức Phật dạy tất cả mọi sự vật hiện tượng trong thế giới này, không cái gì nó nằm một vị trí nguyên vĩ ổn định của nó. Nó luôn thay đổi biến chuyển theo từng ngày, từng giờ và theo từng phút thời gian. Cho nên cái đó Đạo Phật gọi liền là vô thường. Thì hôm nay trong ba yếu tố căn bản để xác định về tính chất vô thường, đó là một là thân vô thường, hai là tâm vô thường, ba là hoàn cảnh vô thường. Ba điều này là ba điều căn bản mà các vị cần phải nhận thức. Bây giờ như hồi nãy tôi đã hỏi với tất cả các vị thấy là thân có vô thường, đúng không? Các vị đã từ một cái hài nhi được sinh ra, rồi lớn lên, rồi trong cuộc đời các vị đã thay đổi biết bao nhiêu lần để trở nên một con người như thế này. Nếu đã biết bao lần thay đổi như vậy là con người chúng ta đã biến chuyển trong từng phút giây của thời gian đó các vị. Từng biến chuyển trong từng phút giây của thời gian đó. Như vậy gọi là thân vô thường. Và thân của các vị đến hôm nay trẻ, rồi trưởng thành, rồi già, và sau này là cuối cùng là cái gì? Hả? Tử là gì tôi không hiểu. À, tử là chết. Nói chết tôi mới hiểu chứ nói tử tôi không hiểu. Nhiều khi nói tử tôi tính là con. Xin thưa các vị, chúng ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi cuối cùng là chết. Chết là một quy luật. Sinh ra, lớn lên, già, chết. Và tất cả chúng ta theo một chu kỳ đó mãi. Và chu kỳ đó đã được lặp đi lặp lại với từng kiếp sống của con người. Kiếp này chúng ta vậy, kiếp sau vậy, và muôn kiếp về trước. Có như vậy không? Hả? Có không? Có. Muôn kiếp về trước chúng ta cũng từng sinh ra, lớn lên, già và cuối cùng chết. Như vậy nếu đã biết rằng cái cuộc đời chúng ta được lặp đi lặp lại một cái chu kỳ như thế, nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng sợ chết không? Sợ không? Nói đại đi chứ. Sợ, tôi cũng sợ nữa. Sao mà không sợ? Nhưng mà các vị hiểu là tại sao chúng ta vẫn khẳng định được cái điều này nó đã lặp đi lặp lại và tiếp tục lặp lại trong hành trình tương lai. Nếu chúng ta chưa thành Phật, nếu chúng ta chưa vãng sanh về cực lạc, nhưng mà tại sao chúng ta sợ? Đó là một cái vấn đề cần phải đặt ra. Và sau cái bài này chúng tôi sẽ giúp cho các vị lý giải về điều này. Cho nên ngày xưa một cái Vạn Hạnh Thiền Sư có nói một cái câu về bản thân con người là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn màu xương dinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là thân như bóng chớp chiều tà, đây là dịch thành thơ. Cỏ xuân tươi tốt thu qua, lụi tàn, xá chi thi thạnh việc đời, thạnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Tất cả những cái điều đó đối với một con người có tuệ giác nhìn thì không có gì quan trọng. Sanh già bệnh chết nó xảy ra với một kiếp người, nhưng đó là sự được lặp đi lặp lại của kiếp người. Và lặp đi lặp lại cái sự thay đổi đó Đạo Phật gọi là nó vô thường. Cho nên về bản thân con người chúng ta đừng bao giờ chúng ta thấy rằng già bệnh chết hoặc hôm nay rồi có chuyện này, mai rồi nhức đầu, bữa kia đau gối, bữa nọ đau lưng, vân vân, tất cả những cái đó là chuyện bình thường.
Bởi vì điều này nó đã xảy ra với tất cả mọi người chứ không phải các vị. Bao giờ chỉ có một mình các vị sanh già bệnh chết, có mình các vị đau khổ, thì lúc đó các vị mới tủi phận, các vị mới lo lắng. Còn nếu các vị hỏi tất cả những người cùng hành với các vị hoặc những người đi trước đời các vị, điều đó nếu đã xảy ra thì chúng tôi nghĩ các vị không nên băn khoăn. Không nên băn khoăn. Tức là những người trước các vị đã già, bệnh và chết đi, người đó có đau khổ, có mệt mỏi, có đau nhức, có thế này thế khác không? Có không? Có chứ. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, mắc mớ gì chúng ta khổ. Nhưng mà bình thường khỏe thì thích lắm. Tới mỗi cái đau nhức cái gì, cái nhăn nhăn, nhó nhó, buồn phiền, đủ thứ bực dọc. Đó là tại cái chúng ta chưa có nhận thức về Phật Pháp trong sự tu hành. Nhưng mà đây chúng tôi muốn gợi ý lên cái điều thứ nhất về ý nghĩa của vô thường. Vô thường đó là thân vô thường. Hai là cái tâm vô thường. Ở đây các vị biết cái tâm mình bao giờ chưa? Ở đây tôi không muốn nói khẳng định giống như cái lời nói của một vị thiền sư. Khi hỏi về cái tâm có nghĩa là nói về cái tâm chân như, có nghĩa là cái Phật tánh. Tôi không đặt vấn đề về Phật tánh ở trong hoàn cảnh mà tôi đang nói ở đây. Mà tôi muốn nói cái tâm là cái nhận thức, hiểu biết, phân biệt của tất cả các vị hiện giờ. Có thể cái tâm nó nằm trong cái dạng đề tâm sanh diệt, nhưng mà nó cũng là cái mặt về tâm lý của các vị. Tôi muốn hỏi về tâm lý. Tức là cái tâm lý của các vị cũng vô thường. Các vị thấy có vô thường không? Hả? Có. Có không? Có. Có. Bữa hôm nay thương, cái mai sao? Ghét. Bữa nay mới hứa người ta lời này, bữa khác sao? Thay đổi. Mới đầu người ta lời, người ta đặt hàng, người ta mua bán gì đó, cái thấy giá cả vậy cũng được, cái hứa bán người ta, mai nghe giá cao, đổi. Đúng không? Rồi trong hôn nhân cũng vậy, hứa gả người này rồi cuối cùng thấy người khác đặng hơn, rồi thôi tìm cái cách gì đó hạn chế mày lại để gả người khác. Tất cả những cái đó người ta gọi là, tôi nói thật, cái đó không trách đâu các vị, không trách. Bởi vì tâm ý của con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vô thường sinh diệt như vậy đó. Chỉ có những người tu tập thiền định cao, những cái người có một cái đời sống đạo đức tốt, và cái những người có chữ tín sâu, thì những người đó thật sự các vị họ sẽ giữ chữ tín. Nhưng mà trước khi giữ chữ tín, trong lòng họ cũng phân vân chứ. Họ có thể giữ, họ không thay đổi, nhưng mà khi một cái gì tác động đến, họ không đổi, nhưng mà trong lòng của họ cũng suy nghĩ. Có phải vậy không? Có phải cái được, cái mất, cái này, cái kia trong lòng diễn ra hoài trong từng sát na như vậy. Cho nên đời sống tâm lý của một con người là một sự thay đổi vô cùng. Mới vui đó, rồi buồn đó, mới hứa đó, rồi bỏ đó, mới thông cảm đó, rồi chấp nhất đó, rồi mới hờn đó, cái yêu thương đó. Tất cả mọi thứ trong cái đó gọi là vô thường. Cái đó là gọi là tâm vô thường. Cho nên chư Thọ có nói là Phật Phật ma ma cũng do ta. Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Có nghĩa là tất cả những cái tâm chư tổ biết rằng, chúng ta khẳng định được đầu óc và tâm của một phàm phu nó luôn trôi nổi sinh diệt như vậy. Và cái sinh diệt nó làm đau khổ vô cùng các vị. Có một điều, cái tâm các vị luôn thay đổi sinh diệt, và các vị không có làm chủ được nó, mà các vị luôn chạy theo cái sanh diệt của mình là quan trọng. Nếu các vị không chạy theo cái sự sanh diệt của mình á, thì các vị đâu có thay đổi những lời hứa, những cái câu nói, những thế này thế khác như vậy. Vì chúng ta chạy theo cái sự suy nghĩ của mình và chúng ta chấp nó, cho nên khi nào nó hiện hữu về góc độ nào thì ta lại hiện hữu cái góc độ suy nghĩ đó. Có thể cái đó là một suy nghĩ sai lầm, nhưng bởi vì ta đã chấp cái nó là suy nghĩ của mình, cho nên chính cái chỗ mình với nó đồng sai lầm thì mình không biết được mình đang sai lầm. Đó là cái điều mà đối với mọi người như vậy. Ví dụ có một cái cô đó, tôi trước kia tôi nghe là cô này, tôi nghe trong băng của cô Thủy thôi. Thì lúc trước á, cái cô này cổ hay đi ra ngoài Viên Chiếu á, ở ngoài Vũng Tàu á, cổ đi cúng dường. Thì mỗi lần cổ cúng dường như vậy á, cổ ghi một danh sách, một lô vậy đó. Nào là cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, ghi danh sách cầu an, cầu siêu đồ, đầu năm là nhiều vậy đó. Thì mới có ghi có mấy bữa sau, cái hớt hải chạy ra tới Viên Chiếu gặp cô Như Thủy. Cái gặp cổ mà hớt hải mà buồn lắm, mà băn khoăn lắm. Cái hỏi cô ra đây, mới ra đây bây giờ có việc gì? Cái nó cuộc cho con mượn cuốn sổ đó lại. Thì cái cô Thủy cô nói, mượn cuốn sổ muốn chi thêm ai? Không phải, con mượn cuốn sổ con làm việc này nè. Cái mượn cuốn sổ ra cái ngay cái tên ông chồng của cổ, cô gạch nát hết rồi.
Cái hỏi sao vậy? Nó bữa nay ổng đi theo con mẻ rồi, không có cầu an cho ổng nữa. Cho nên các vị biết, thì hôm trước thì ra ghi danh sách là muốn cho chồng mình yên ổn, bình an, mọi thứ cho tốt, đúng không? Bữa nay nó lỡ có chuyện đó thay đổi liền. Cho nên trong cuộc đời các vị, khi các vị nghe nói ai một ai nói yêu thương các vị cũng mừng, nhưng mà đừng vội giao trọn. Tôi đã nói rồi, tôi đã giúp cho một cái cô đó, cổ bị đau khổ về tình cảm, cổ lời cổ thưa hỏi. Tôi nói cô nhớ kỹ, trong cuộc đời này muốn yêu ai, thương ai, có thương 9 xe 10 vàng đi chăng nữa, thương một nửa thôi, còn một nửa mình phải để dành. Bởi vì á, mình thương một nửa đó, thì khi mà người ta có bội bạc đi chăng đó, thì mình còn một nửa để đứng lại được. Còn nếu mà mình thương ai, mình thương trọn vẹn đó, mà một khi người ta bội bạc đó, là mình sẽ chết liền, mình té xỉu liền, không có chỗ để đứng. Cho nên khi thương ai nhiều cách mấy, các vị nhớ là thương một nửa thôi. Đừng mai mốt về thương chồng còn một nửa, hỏi ủa bà đi chùa sao hôm nay tôi thấy bà lạ vậy. Nói tôi nhớ ngày xưa bà mặn nồng lắm, sao giờ bà đi chùa một thời gian bà cho tôi có một nửa à. Đó là các vị nhớ kỹ. Cho nên nhà thơ người ta từng khuyên á, tôi cũng đã chỉnh một cái bài thơ lại, tôi nói như thế này cho vui. Trong hình như là thơ đó của Xuân Diệu gì đó, nói người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tôi nói mắc mớ gì dại khờ, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài, mất mớ gì để mất. Cho nên trong cái cuộc sống mình đã biết được tâm ý vô thường đó các vị. Cho nên mọi thứ nó đều xoay vần theo một cái tốc độ của thời gian và mọi việc như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà các vị có học tu á, các vị làm cho mình trở nên trưởng thành và vững chãi lắm. Nếu các vị không có học tu, các vị không nhận thức được lời Phật dạy, nhiều khi các vị lớn tuổi rồi, có xui có da nữa rồi, nhưng mà chúng ta có những chuyện chúng ta dắt phải, chúng ta như một trẻ con vậy đó. Chúng ta cứ quýnh quán, chúng ta cứ sôi nổi, chúng ta cứ thế này, chúng ta cứ hờn trách, chúng ta làm như là một trẻ con. Cho nên khi các vị có học tu, các vị tự trưởng thành lấy con người của mình. Và chính cái sự trưởng thành đã giúp các vị có một an lạc rất lớn trong cuộc đời hiện tại và tương lai. Và vì vậy cho nên tôi mới nói là đó là cái mạng thứ hai tôi muốn nói về các vị là tâm ý vô thường đó. Tức là cái chư tổ hay nói là cái tâm viên ý mã. Các chư tổ thường nói tâm viên là giống như con vượng, ý như con ngựa. Dầu tâm hay là ý cũng điều chỉ cho cái dạng tâm lý của mình. Tức là muốn nói rằng cái tâm này nó luôn sanh diệt, thay đổi trong từng phút, trong từng giờ, từng sát na như vậy. Cho nên cái đó gọi là tâm ý vô thường. Đó, tâm ý vô thường, các vị nhận được. Ở đây tôi chưa nói là khổ hay vui hay buồn gì hết, mà chúng tôi chỉ muốn nói lên cái tính chất vô thường. Có nghĩa là cái sự đổi thay của nó. Hồi nãy giờ các vị hiểu tôi nói không? Tức là vô thường ở đây là không có đau khổ, không có là bi quan gì hết. Tôi mới chỉ phân tích theo góc độ vô thường. Đây là một sự đổi thay. Thì hồi nãy giờ đổi thay hai cái rồi. Đổi thay thứ nhất là gì? Thân, đúng không? Thân đổi thay. Thân vô thường có nghĩa là thân đổi thay. Rồi cái thứ hai là gì? Tâm, tâm vô thường có nghĩa là tâm đổi thay. Các vị nhớ nha, một hồi tôi hỏi lại nha. Ai nghe pháp rồi cũng phải một hồi hỏi lại đó. Hỏi lại mà nếu mà ai trả lời trúng á thì có quà. Mà người nào mà không trả lời được hoặc trả lời trật á thì phạt. Thành ra đó, thì đó chúng ta học được hai rồi. Bây giờ một cái thứ ba nữa đó là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh thì nói cái góc độ hẹp á, thì có nghĩa là những nhu cầu của cuộc sống chung quanh chúng ta. Cái hoàn cảnh á là những nhu cầu vật chất xung quanh chúng ta. Còn nếu mà nói rộng á, hoàn cảnh có nghĩa là trời, cây, mây, nước, đất, đá, sông, biển, tất cả mọi thứ, hiện tượng, sự vật ngoài bản thân con người ra đều gọi là hoàn cảnh. Các vị hiểu nghe đây chưa? Hoàn cảnh có nghĩa là chỉ cho nhu cầu về bên ngoài của cuộc sống bản thân mình. Cái nào bản thân mình thì gọi là thân rồi, cái nào của tâm mình gọi là tâm rồi. Còn những tất cả những ở bên ngoài bản thân của con người ra thì gọi là hoàn cảnh. Như vậy chồng con là hoàn cảnh phải không? Hả? Chồng con ngoài thân các vị đó thì cái đó gọi là gì? Hả? Mới mốt các vị về chỉ ông là hoàn cảnh của tôi. Còn ổng về chỉ bà là hoàn cảnh của tôi. Cái đó không đúng các vị.
Bởi vì á, cái con người nó liệt vào nhân sinh quan rồi, còn cái hoàn cảnh nó là một thế giới quan trong nhận thức. Cho nên chồng con mặc dầu ngoài thân nhưng nó là một nhân sinh quan, nó cũng là một con người, là một chủ thể chứ không phải là một đối tượng. Vì vậy ở đây các vị nhớ kỹ rằng đó nó lột vào nhân sinh quan thì chúng ta không liệt vào hoàn cảnh. Nó thành ra hoàn cảnh ở đây tôi chỉ tất cả các sự vật hiện tượng là trời, cây, mây, nước, đất, đá đó, tất cả cái đó gọi là hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh đó nó có đứng vững không? Nó cũng thay đổi trong từng giờ, trong từng phút, trong từng sát na. Thì cái đó gọi là hoàn cảnh vô thường. Ví dụ bây giờ cái chùa này là hoàn cảnh không? Cái tỉnh thất này có phải hoàn cảnh không? Hoàn cảnh. Bởi vì chính vì hoàn cảnh cho nên mới vô thường này. Ngày xưa tỉnh thất này mới chứ đâu có rêu mọc nhện đóng như thế này, đúng không? Nhưng mà trong từng ngày từng qua rồi sự vô thường thay đổi của nó. Rồi hôm nay nó vô thường tới mức này chưa đâu, nó còn đi đến những cái mức khác nữa, nó cũng còn cũ mục hơn nữa. Và chính cái mảnh đất phía sau vô thường không? Đang cắt cái gì đó? Vô thường không? Nếu không vô thường các vị sẽ không có một cái nhà mới. Tức là nó đã được đổi thay. Và chính cái hoàn cảnh này các vị nhớ kỹ rằng sự động đất nè, sự thiên tai, lũ lụt, tất cả những cái đó gọi là hoàn cảnh vô thường. Chúng ta chưa nói đến sự thiệt hại của nó hay là sự mà đặng hay mất của nó. Bây giờ các vị ở đây là các vị sống nơi miền sông nước, đúng không? Cái hiện tượng gì ở bờ sông của các vị thường có? Hả? Sụp lở, đúng không? Cái sụp lở đó chúng ta gọi là cái gì? Nếu theo thuật ngữ Phật học nãy giờ chúng ta gọi là gì? Bờ sông của mình vô thường, đúng không? Như vậy á, cái vô thường đó các vị ở đây các vị bị lỡ, nhưng các vị thấy rằng những nơi khác người ta được bồi, thì nơi đây các vị bị lỡ, các vị thấy một sự thiệt thòi đó với cái mảnh đất của các vị, đúng không? Nhưng mà những cồn bãi người khác nó được bồi lên thì người ta thấy sao? Đó là cái quyền lợi của người ta. Như vậy thì cái sự đó là nó vô thường, nó thay đi nơi này để nó đắp đổi nơi khác. Cho nên vô thường là một sự thay đổi chứ không có nghĩa là một sự mất đi. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên một nhà vật lý học, tôi có nhớ một nhà vật lý học đã từng nói như thế này à, năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đây là một sự nhận định hết sức là chính xác của nhà vật lý học. Mặc dù cái sự nhận định của Đức Phật nó đã trước nhà vật lý hàng mấy chục thế kỷ, gần 20 thế kỷ như vậy, nhưng mà những cái nhận định của những nhà vật lý học mặc dù sau này, nhưng mà có những nhận định để chân xác, để bù đắp, để chứng minh thêm cho lời Đức Phật dạy là chính xác đó tất cả các vị. Vì vậy ở trong tất cả các kinh điển thường có dạy một câu là nhất thiết hữu vi pháp. Đây là câu trong kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Đây là một lời nói để khuyên tu tập. Nhưng mà khi mà bước đầu cái chư tổ đã dạy nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả các pháp hữu vi, hay là nói thẳng hơn tất cả hiện tượng sự vật mà chúng ta nhìn thấy được, đụng chạm được, gờ mó được, cái đó chúng ta gọi là pháp hữu vi đó. Hữu vi là có một sự hiện hữu mà chúng ta có thể nhận được. Ví dụ cái máy cassette này hữu vi không? Hữu vi không? Ai nói hữu vi đưa tay lên coi. Hả? Đưa tay lên. Ủa sao không nói hữu vi mà hỏi đưa tay lên không có ai nữa. Đúng đó các vị, đây là một pháp hữu vi. Rồi tất cả cái bông hoa này hữu vi không? À hữu vi. Tất cả cái gì mà chúng ta thấy được, gờ mó được, đụng chạm được, mà nó có một sự hiện hữu trực tiếp gián tiếp nào đó, tất cả là hữu vi. Và điều hữu vi này trong kinh điển Đức Phật gọi là nhất thiết hữu vi pháp, là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng như mộng quyển bào ảnh, như một giấc mơ, như cái gì quyển quá, như cái bọt, như cái bóng, phải không? Mơ thật hay giả? Hả? Giả. Nhưng mà vậy mà có khi giật mình thức dậy hú hồn hú dí hết trơn, đúng không? Mơ là giả. Nhưng mà lúc mà chúng ta đang mơ, chúng ta có biết giả không? Ừ. Cho nên ở đây thì thôi, một lãnh vực đó nó không nằm trong cái sự bàn của tôi, mà ở đây tôi muốn bàn cái vấn đề này thôi. Khi Đức Phật cho ví dụ cái đó như là một giấc mơ, có nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật này nó giả, nó vô thường lắm. Nó vô thường lắm. Như mộng nè, như quyển nè, như bào là bọt. Bọt có thường không? Hả? Các vị có giặt đồ có thấy cái bong bóng xà bông không? Nó còn hoài vậy không? Hồi nhỏ các vị có chơi xà bông bao giờ chưa? À,
các vị có để cái ống hút vô thổi cho nó ra mấy cái bọt đó không? Cái đó nó còn hoài không? Dầu nó có đẹp, các vị thấy năm màu bảy sắc như vậy đó, mà điều này tôi nhớ là tôi có kể đâu mà cái sự vô thường này ở trong trong cái đĩa hình như Tu Mao Kẹo Trễ gì đó tôi có kể đó. Một vị công chúa mà một ngày nào đi ra ngoài hiên lầu á, nhìn thấy trời mưa rớt xuống, những cái bọt bong bóng nó còn đẹp quá, cái công chúa mới ngồi mà vớt hoài vớt không được, cái mới tức cái vô nằm chùm mền nhõng nhẽo với ông vua. Ông vua thấy con mình mọi ngày vui lắm, sao bữa nay con mình buồn vậy, hỏi sao con buồn vậy, nó con buồn vì con không có, con thấy bong bóng nước đẹp quá mà con vớt con chơi, con tính làm sâu chuỗi đeo mà con vớt hoài không được cái nào, cho nên thành ra con buồn, buồn thành ra bỏ ăn. Thì ông vua cưng con quá cũng mù quáng nữa, không có suy nghĩ. Thì khi thấy như vậy cái bé truyền lệnh ra đó, ai mà xỏ được bong bóng nước cho để cho công chúa một sâu chuỗi để đeo thì ông ban là hàng ngàn hàng vạn lượng vàng như vậy đó. Vậy mà người ta đòi mới hay vậy chứ. Nó rồi khi đó nó công chúa nghe mà phụ hoàng nói là nhờ người tìm xỏ giùm một cái sâu chuỗi như vậy là bật ngồi dậy vui liền, phụ hoàng yêu quý nhất của con. Nó, nhưng mà thật sự với các vị rằng á, khi truyền lệnh ra rồi có ai xỏ được điều đó không? Không ai xỏ được hết á, cho nên công chúa tiếp tục buồn, buồn cái bỏ ăn, cái héo sầu, cái vua cha đứt lòng đứt ruột, con cưng của mình mà. Và cuối cùng có một cái ông già đến, ông già đến nói tôi có thể xỏ bong bóng nước được cho công chúa. Rồi công chúa mừng quá trời luôn, tỉnh dậy thì á, hợp đồng với nhau là sẽ hẹn á, ngày nào trời mưa thì ông già sẽ đến xỏ cái bong bóng nước cho công chúa. Thì bữa đó trời mưa rất lớn và công chúa đang mừng khao khát để mình sẽ, công chúa tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình đã giàu có rồi, mình đã đẹp rồi, mình đã trang sức đủ loại đồ trang sức rồi, nhưng mà chưa có hài lòng. Công chúa cứ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình mà đeo được cái sâu chuỗi và bằng bóng bóng nước một cái đen là mình còn khuynh thành khuynh sắc hơn nữa, nghiêng thùng đổ nước hơn nữa. Nhưng mà các vị biết là khi công chúa hâm hở để đi ra để mà cùng xỏ bong bóng nước với ông già thì lúc đó trời mưa, cái nước mưa rơi xuống những cái bong bóng rất đẹp. Thì ông già lúc đó mới nói rằng: này công chúa, người hãy lấy đi, người thích bong bóng nào, bong bóng nào đẹp nhất, to nhất hay gì đó, người cứ bóc đi, bóc được cái nào tôi sẽ xỏ cho người cái đó. Lúc đó ông già ra nói vậy đó. Thì khi mà lúc mà ra rồi cái công chúa cũng không hiểu gì nữa, công chúa mới tiếp tục vớt hết cái này vớt cái kia cho ông già xỏ. Vớt cả buổi 1-2 giờ như vậy chẳng được cái nào, mệt nhòi hết trơn, không được cái nào. Thì lúc đó công chúa mới chán nản và ông già mới nói được rằng: công chúa phải hiểu được rằng tính chất của mọi thứ vô thường, tính chất của nó là bể mà, nó chưa tồn tại được khoảng 2 phút nữa mà làm sao có thể trở thành một cái sâu chuỗi cho công chúa đeo được. Bởi vì vô minh tham vọng, bởi vì điều đó nó đã che lấp mất thông minh của công chúa đi. Vì vậy cho nên công chúa mới có những cái suy nghĩ như thế này. Và lúc đó công chúa mới tỉnh ra, đúng rồi, cái này là không thật. Và chúng ta là những người ẩn hiện cái hình ảnh của công chúa rất nhiều trong đời sống của chúng ta đó. Đôi khi chúng ta chấp lấy những cái vô thường như vậy mà chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng. Đôi khi chúng ta có những cái đau khổ mà chúng ta làm ảnh hưởng đến tất cả những người khác, nhiều cái rất nhiều mà chúng ta không nhận thức được sự vô thường của nó. Sau này rồi chúng tôi sẽ giúp cho các vị thấy được trong sự quán chiếu về tu tập, rồi các vị sẽ thấy được hai chữ vô thường có giá trị như thế nào. Như vậy thì tôi đã nói với tất cả các vị là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tức là thân có thay đổi, tâm có thay đổi và cái gì nữa? Hoàn cảnh thay đổi. Rất hay, hay vậy ha, nhớ rồi đây ha.